Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa rào và dông thì sang tới ngày hôm nay, hầu khắp cả nước sẽ bước vào một chu kỳ giảm mưa và nắng nhiều. Ở miền Bắc mưa giảm, nắng nhiều là do khối không khí biển với đới gió đông nam ẩm suy yếu, rút trở lại biển. Vì thế mà nguồn ẩm mà nó đưa ra vào đất liền không còn, khiến cho miền Bắc trở lại thời tiết nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ, trời oi nóng về trưa và chiều. Sang tới ngày mai, khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng hơn về phía Đông thì nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 2 độ nữa. Nắng nóng xuất hiện cục bộ tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó từ đêm ngày 28 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên thì vùng mưa lớn thì tập trung tại các tỉnh thành miền núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với miền Trung, sang đến ngày hôm nay, khu vực cũng bắt đầu chuỗi ngày ít mưa, nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đồng loạt ở ngưỡng cao từ 33 tới 35 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35 tới 36 độ. Đến chiều tối, do ảnh hưởng của gió đông đến đông nam, thì ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận sẽ có mưa vài nơi. Tuy nhiên lượng mưa không lớn và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Từ ngày mai, khi vùng thấp nóng phát triển mạnh mẽ, thì nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng trở lại tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và kéo dài đến khoảng ngày 29 tháng 7. Trong khi đó, khoảng ngày 26 tháng 7, một dạnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ sẽ được hình thành. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 27 tháng 7, các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang trong giai đoạn suy yếu, vì thế khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm mưa theo. Trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, mưa dông chỉ còn xảy ra tại một vài nơi, còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì mưa xảy ra rải rác. Trong ngày trời nắng ráo, nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam vì thế tăng lên, cao nhất ở khu vực Tây Nguyên nhiều nơi sẽ trên mức 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có thể cao hơn. Đợt giảm mưa này tại các tỉnh thành phía Nam sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 7. Sau đó từ chiều tối ngày 27, gió mùa Tây Nam có xu hướng thiết lập trở lại với cường độ trung bình sẽ khiến cho mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng hơn. Trên biển, hiện tại hiện tượng Enso đang tiếp tục duy trì trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần cuối tháng 7 tiếp tục thấp hơn so với trung bình của nhiều năm. Vì vậy mà xác suất xuất hiện bão trong những ngày đầu tháng 8 không cao. Dự báo mùa bão sẽ đến muộn hơn. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay tới tháng 1 năm 2023, trên khu vực Biển Đông vẫn có khoảng từ 9 tới 11 cơn bão hay là áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong đó sẽ có khoảng từ 4 tới 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.